Đây là chiếc máy Acer Fairy One 200, chiếc máy màu đỏ phiên bản của châu Âu. Máy cảm giác màu có vẻ đỏ tươi hơn là phiên bản châu Á và cũng được tặng nhiều phụ kiện hơn như bạn thấy vừa nãy, và cái đồng hồ nữa. Thì các thành phần cấu hình của bản châu Âu vẫn không khác nhiều bản châu Á. Ở đây chúng ta vẫn thấy những cái đường bo thể hiện giả lập cái ống xả, cái đường nét xe mà Fairy hay sử dụng. Và ở bên này chúng ta có cổng USB, cái khe tản nhiệt dạng lưới. Đây là một cái giao tiếp rất đặc biệt, nó sẽ dùng để kết nối với cái card đồ họa gắn ngoài để tăng cường chức năng đồ họa. Còn đây là cổng VGA. Sau của máy hoàn toàn không có gì. Đây là cạnh bên phải chúng ta có cổng LAN, khe khóa, cổng nguồn, hai cổng USB khác, microphone và khe cắm tai nghe. Đây là cái đầu thẻ nó hỗ trợ rất là nhiều định dạng từ SD, memory stick cho đến XD. Ở đây chúng ta có mặt trước thì có khá là nhiều khe tản nhiệt ở khu vực này và một cái nút công tắc gạt. Đây chúng ta sẽ mở chiếc Fairy One này ra. Acer là người tiên phong cho con đường này, sau đó thì Asus cũng đi theo với lại chiếc máy Lamborghini. Đây, thấy là ở bên cạnh phải chúng ta có cái công tắc nguồn mở máy. Công tắc này thì có màu đỏ tươi rồi thiết kế theo truyền thống của Fairy. Ở đây là bàn phím chiếc LED và thương hiệu Acer. Chuyển qua bên cạnh trái thì chúng ta thấy các cái đèn báo tín hiệu, ổ cứng hay là đèn cáp lóc. Dưới đáy máy thì chúng ta thấy là logo AMD Vision Windows 7 và hệ thống âm thanh của Dubai. Cái đèn báo hiệu Wi-Fi, logo Fairy màu vàng. Mình sẽ thử mở chiếc máy này lên. Khi mở lên chúng ta thấy hình ảnh của đội đua Fairy, đội đua F1. Máy mặc định là chạy hệ điều hành Windows 7 Home Premium. Hình nền mặc định cũng là hình nền của Fairy. Và chúng ta sẽ thử. Có thể nghe thấy tiếng động cơ Fairy gầm lên. Đây là cái cấu hình của Fairy One. Thì máy sử dụng vi xử lý của AMD trên nền tảng Vision 2GB và chip đồ họa tích hợp AMD 3200. Đây chúng ta có một cái đoạn số đoạn phim HD thì mình sẽ thử mở. Ở đây có một đoạn phim Full HD, à phim 1080i. Thì mình sẽ thử mở xem máy nó chạy được không. Thông thường các netbook đều chịu thua.
cũng rất là tốt.